Hyundai là hãng xe vẫn giữ được lượng khách hàng lớn nhất ở tại thị trường Việt Nam. Với lẽ vậy, mặc dù Toyota, Honda, Ford đang tung ra những chương trình khuyến mãi giảm giá rất sâu đối với các dòng xe của mình, nhưng giá xe của Hyundai thì vẫn được giữ nguyên không hề nhúc nhích so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Với các dòng xe chủ lực như Hyundai i10, Hyundai Accent, Hyundai Tucson đều trong thời điểm giảm giá, nhưng những con số lại không thực sự đáng kể. Sau đây là tin tức cập nhật giá xe tháng 2 năm 2020 của Hyundai. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên ủng hộ Auto Việt Nam bằng cách like và share video clip của chúng tôi. Nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bằng cách rung chuông ở góc phải màn hình của mình để nhận được những tin tức mới nhất của Auto Việt Nam nhé.